Chào mừng các bạn đã tới với RTK Media. Hôm nay là một ngày khá là trọng đại khi mà người bạn của mình là Epic Batman khai trương quán cà phê là Henshin Henna Hobby Coffee. Song song với đó là cơ sở 2 của Happy Henshin Store nằm ở địa chỉ số 15A ngõ 194 Giải Phóng. Hôm nay hãy cùng mình Kaitoki vào khám phá không gian bên trong quán xem nó có những gì nhé. Trước tiên về thông tin của quán Henshin Henna Hobby Coffee, tọa lạc ở số 15A ngõ 194 Giải Phóng Hà Nội. Để dễ hình dung nhất thì quán nằm trong con ngõ ngay sát với Agribank chi nhánh Nam Hà Nội. Ở tầng 1 của quán chính là cơ sở 2 của Happy Henshin Store, nơi bày bán các sản phẩm đồ chơi tokyu chính hãng Funbox của Kamen Rider, Super Sentai, Ultraman. Ngoài ra, rất nhiều mẫu mô hình Gunpla của hiệu Lego Hobby Store sẽ được bày bán tại đây. Cơ sở 1 của Happy Henshin Store vẫn hoạt động ở địa chỉ số 7, ngách 25 ngõ 102 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội. Tầng 1 đồng thời là nơi tiếp nhận order đồ uống của Henshin Henna Hobby Coffee. Tại đây có kê một dãy bàn dài ngay chính giữa, để những bạn vừa muốn mua hàng, vừa muốn thưởng thức đồ uống tại quán có thể nghỉ chân. Khu vực từ tầng 2 tới tầng 4 sẽ là không gian chính của quán cà phê, được bày trí khá gọn gàng, thoáng đãng. Các tầng đều được trang bị điều hòa, hứa hẹn là nơi lý tưởng cho các fan tokyu tránh nóng, giải nhiệt trong mùa hè oi bức sắp tới. Khách tới thưởng thức đồ uống sẽ theo hình thức ngồi bệt, các tầng đều có kê bàn và thảm ngồi cho khách. Khu vực tầng 5 vẫn đang trong quá trình chuẩn bị và hoàn thiện, dự kiến sẽ là địa điểm chiếu phim, nơi những fan tokyu tụ họp cùng nhau thưởng thức những bộ phim hay, chia sẻ đam mê chung. Trong hình là menu của quán với những đồ uống quen thuộc như cà phê, trà, sữa chua, soda các loại, với các mức giá khá hợp lý từ 35.000 tới 45.000. Ngoài ra là một số đồ ăn vặt phổ biến khác như hạt hướng dương, ngô cay, bò khô, gà khô. Giờ hãy cùng mình dành ít phút để phỏng vấn những người chủ của cơ sở kinh doanh này, Epic Batman và Happy Henshin Store nhé. Câu hỏi đầu tiên mình muốn dành cho Epic Batman là động lực nào khiến bạn đi tới mở cái cơ sở kinh doanh này, cái Henshin Henna Hobby Coffee này? Về động lực thì chắc là nó bắt đầu từ một cái mong muốn của mình rất lâu, tại vì bản thân mình thì chơi hobby nhìn chung là từ hồi học cấp 2, và hồi đó thì cái hobby ở Việt Nam nó khá là nhỏ ấy, nên không có ai để chơi cùng cả, nên là mình phải tự chơi, tự lên YouTube xem các thứ hết. Thế là ngay từ hồi đó là mình luôn mong muốn được kết nối và được gặp gỡ mọi người, mà hàng ngày mình thấy cộng đồng phát triển hơn ấy, và bản thân mình cũng có một cái kênh riêng mà mình tiếp xúc với các bạn trong kênh của mình, và qua những cái sự ủng hộ các bạn trên kênh thì mình cảm thấy là cái số các bạn tin là mình có thể mở một nơi để không chỉ những bạn mà có kênh của mình mà những bạn mà đang có cùng Samsung để gặp gỡ nhau và chia sẻ đam mê với nhau, và để các bạn có thể trải nghiệm nhiều thứ hơn là mình ngày xưa khi mà mình chơi một mình đấy. Mình không là vui là không ai phải cô đơn cho mình nữa, thế là có cộng đồng đồng hành cùng nhau phát triển hơn. Câu hỏi tiếp theo mình muốn dành cho bên bạn Hiệp của Happy Henshin Store là lý do gì mà bạn chọn hợp tác với Epic Batman để mở cơ sở kinh doanh này, làm chọn là cơ sở 2 của Happy Henshin Store? Batman, bạn ấy thực sự là một người nghệ tài, bạn là một người có tài, bạn có thể là tài sản. Các bạn cứ nhìn thấy rằng sẽ đẹp của bạn ấy là biết bạn ấy tài như thế nào. Câu hỏi thứ hai mình muốn dành cho Batman là bạn cảm thấy cái cơ sở Henshin Henna Coffee này của mình có điểm gì thu hút những bạn fan tokyu ở Hà Nội nói riêng và ở các tỉnh thành khác nói chung đến với quán? Đầu tiên là nói về cái mô hình cà phê hobby ở Việt Nam cũng không phải là mới, nhưng mà nó phổ biến thì chắc là chưa, mà đặc biệt là ở Hà Nội nói riêng, và nói về mô hình cà phê hobby tokyu Satsu và những cái văn hóa Nhật Bản thì quả thật là chưa nhiều. Thì bản thân mình khi mà mở quán này, mục tiêu không hẳn là quán tốt nhất, là quán đẹp nhất, nhưng mà điều mà mình nghĩ là có thể khiến quán trở nên thu hút hơn, nhất là yếu tố con người, vì mình luôn cho rằng cái yếu tố quan nhất trong bất kỳ cái tổ chức hay là cơ sở gì, và yếu tố con người thì đến từ các bạn nhân viên và đến những người đam mê, và đến từ chúng mình là những bạn quản lý, những bạn chủ quán cũng là những người rất đam mê và rất muốn phát triển cộng đồng, và đến những bạn khách hàng nữa, những bạn khách hàng đầu tiên, những bạn mà tham gia kênh của mình, những bạn khách hàng của Happy và mình tiếp xúc nhiều ấy. Tại vì bạn tình của mình đó là những bạn mà thực ra rất là thú vị, rất là hay ho, và khi mà họ mà thân hợp với nhau thì team lại tạo ra rất nhiều cái điều thú vị mới, và không chỉ vậy mình có quen rất nhiều các người bạn trong giới tokyu kênh lớn đấy, như là bạn Kentucky ở JK, những cái khác đấy như là Tushi, Maskman, Tichi, anh SPA Sentai, rất nhiều kênh đấy, và những người đó mình tin là họ khi tập hợp cùng nhau sẽ tạo ra rất nhiều điều thú vị và tuyệt vời, và đó là điều mà mình nghĩ là mình có thể thu hợp họ lại đây để cùng một nơi này, và từ nơi này thì mình nghĩ là chúng ta có thể đi cùng nhau rất là xa, và có thể nó tạo nhiều cái điểm mới cho giới
Doku Hà Nội nói riêng và tới hobby nói chung nữa. Ok, một câu hỏi dành cho Happy Henshin Store là bạn cảm thấy cái cơ sở 2 của mình thì sẽ có điểm gì mà mới mẻ và nổi bật hơn so với cơ sở 1? Để trả lời cho câu hỏi này thì bên cơ sở 2, Happy sẽ bán chỉ những đồ mà không bóc, đó là cái điểm khác biệt, và đồ mới, những đồ mới nhất. Cái điểm nữa đó chính là để tạo cho các bạn đấy là một cái là sân chơi để các bạn có thể trao đổi chiêu thức với nhau, thì các bạn có thể trải nghiệm đấy, vừa uống cà phê vừa bàn tán xem gió về phim vừa trải nghiệm đồ chơi đấy. Thì Happy cũng bán những cái đồ mới nhất theo trend đấy, theo phim mới ra, và những đồ full box để cho các bạn tiện chụp khoe. Và ngoài ra thì ở bên cơ sở 2 này có thêm cả một cái mặt hàng khác nữa, đó chính là văn đàm, để các bạn có thể vừa trải nghiệm vừa ngồi lắp ráp văn đàm và vừa bàn tán bàn luận với nhau. Đó là văn đàm. Câu hỏi cuối cùng là câu hỏi chung dành cho cả hai bạn, thì hai bạn kỳ vọng gì vào cái mức độ thành công và tầm ảnh hưởng của cái cơ sở này trong tương lai? Điều mình mong muốn khi làm quán này là cộng đồng của bên đây để có thể gặp gỡ và phát triển. Nên điều mình kỳ vọng là cộng đồng mà càng phát triển tốt thì quán sẽ phát triển mạnh cùng nhau. Thế nên là với cái tốc độ phát triển của cộng đồng công ty nói riêng và công ty Việt Nam nói chung khá là tự tin, bởi vì mình gặp được rất nhiều bạn hay ho và trải nghiệm tuyệt vời trong ngày khai trương quán hôm nay. Và từ đó thì mình tin rằng là đây là một cơ hội tốt để quán có thể phát triển. Với sự yêu mến ủng hộ của các bạn hàng quán ngày hôm nay và những bạn sẽ đến sắp đến trong tương lai. Kỳ vọng trong tương lai thì cũng đơn giản thôi, đó chính là có một cái môi trường, có một cái sân chơi cho các bạn tokubu, các bạn hobby bu nói chung, hay các bạn những bạn chơi đồ, tạo ra môi trường tự nhiên cho các bạn thỏa sức đam mê. Vậy, trên đây là một vòng khám phá không gian của Henshin Hangout Hobby Coffee, một tụ điểm vui chơi, giải trí mới của fan toku Hà Thành, hứa hẹn sẽ đem đến những trải nghiệm thú vị cho khách hàng. Mong rằng quán sẽ kinh doanh thuận lợi, thành công trong tương lai, và cũng rất mong sự ủng hộ từ các bạn fan toku tại Hà Nội và cả những bạn ở tỉnh thành khác nữa. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem clip. Mình là Kaitoki của RTK Media. Xin chào. Anet đã xem hết phong ấn. Mày là cuối cùng. Joker. Tôi và mày là chiến đấu thôi.